cái cốc. Đúng rồi. Bữa đó như là cũng có người ở cái gì á. Ờ con nhắn. Con gì? Nhắn nhắn. Trời ơi nãy giờ anh lại mà nhắn nào đó mà không thấy luôn. Nhắn gì? Con nhắn gì mà sọc 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 sọc. Bự không? Bự. Thôi 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 đừng kệ đi. Trời ơi ở giữ đây hay gì á. Ủa gắn chào bá luôn. Nãy giờ mà không thấy luôn. Không thấy đâu. Chui giống rồi. Đâu 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 thằng chưa không? Không chưa không ho kệ đi anh ơi. Ở đây đất đây mình cũng đừng á. Ở ngoài thì quay thì được chứ không. Em thắp hương á chị. Thì anh Phú ngồi ngoài anh thấy khu rắn ở đây thì khi mà em giật mình em xây lại chưa giống đây nè. Khu rắn nằm trong đây nè. Hay là mấy anh em giờ đáng lên Kinh Núi Vinh tìm cách để xâm nhập vô cái chùa Phục Quang của chú chị. Cửa chính nó vô không được bây giờ đi lẻn đường vòng 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 mình đi đi vô chùa Phật Quang xem trống có gì trống không. Thôi giờ mấy anh em giờ lên tới đây nè. Đóng hồi mà vậy đó hả? Rồi như tắm luôn coi chú chị. Hai anh em đi lội núi đi. Chắc thi bên marathon á. Không này chắc tư nhân anh ơi. Không luyện thi đấu marathon á. À leo núi. Ở đây là thấy có ngôi chùa lớn quá trời rồi cô chú chị. Nãy mấy anh leo núi anh lội cặp theo ở đây xuống hả? Đúng rồi đúng rồi. À, có cái đường mòn này dẫn xuống dưới cái chân núi bên kia lại. Lại ngay chùa Phật Quang á. Giờ chỗ qua bên chùa Phật Quang. Ha. Giờ kiếm đường đi qua chùa Phật Quang. Nè ở đây có cái chùa gì lớn lắm mà cô chú chị. Chùa già nãy kia bằng chùa Thạch Động gì á, chưa biết tên ở lên trên. Ở đây nói chùa nhiều lắm. À, đây nè cái ngôi chùa ở trên núi nè. Ờ cô chú anh chị coi nè nằm viên cái mép núi nè. Rồi leo lên đây thở hò he mà đó. Dứt nó, dứt nó. Bên đây chánh điện bên đây. Mình chỉ để đặt chánh điện cái chỗ mà để em vô coi. Thì mà tên gì đây? Đây ngồi chùa ở trên núi lớn quá trời luôn. Cái này là ngay chỗ cái chùa Phật Quang tại Hang Tổ. Hả? Hang Tổ, chùa Hang Tổ à? Ờ, chùa Hang Tổ. Đây đây nè nè. Hang Tổ. Là hỏi mấy cô á, là hỏi mấy cô á. Đây là cái cốc à. Đây là cái cốc. Cái cốc. Đúng rồi. Bữa đó như là cũng có người ở cái gì á. Phía trong. Đây là cục đá bự luôn. Nó có cái đường ở đó là đi đường mòn đi bộ xuống chỗ chùa Phật Quang á. Ê, sao anh? Em đi lên trên để chia sẻ cho chú chị. Ờ đây là những cái cốc này tự nhiên quá ha. Những cái hòn đá nằm chồng chồng lên nhau vậy đấy. Làm ha. Đâu cái cửa sổ á. Nước chảy lên. Đây bên đây anh ơi. Đi bên đây. Đây là có nước chảy nè, rong rêu không. Ồ. Có nước hết chứ. Đây nè cái chánh điện. Chánh điện mà nhìn xuống kia là biển không chị ha. Wow. Ủa em mới đi có một đoạn em mệt quá đâu. Nè trên đây có nước chảy xuống này nè. Em bệnh chưa hết mà giờ. Em đi chắc lên tới chảy này hết bệnh luôn á.
À những em thì sau khi anh em mà ở đây giúp cái hang vậy đúng rồi, mấy cái hốc á, hốc hốc đá này nhỏ không có đủ người cư trú cái đây bậc thang này sau thời gian chắc là ta làm rồi anh. Đúng rồi, rồi xuống trên kia anh chị ha, cho nó có thờ thờ bà nhìn ra biển. Nhưng mẹ quan không ấy vậy, cái này là cái điều không anh? Đúng rồi, cái điều đều chôm chôm dạo dạo luôn mất rồi. Wow, cái này gió quá anh ơi, cái này má này gió quá anh nhớ mệt nhạc nhạc ở đâu ta bây giờ đây đúng rồi sao ở trên đây mở kênh lên. Vậy mà còn ôm theo cái trái luôn rồi nữa. Mở đường nét cho anh Tâm. Ra ngoài kia biển. Ồ. Ở trên này gió thổi mát dữ. Đây rất là dày gió, không mát luôn. Anh Quang. Chỗ anh Quang là dưới đây nữa anh chị. Đó, chùa anh Quang là dưới đây nha. Đây này, ngay này. Ngay đó đó. Rồi. Khẩu trang này, con mệt mà mang khẩu trang là tập chịu không nổi. Vậy là anh em sẽ mời quý bà chị chết tập đồng hành lên trên nha. Ôi ơi, ở đây cái tảng đá nó ve ra vậy rồi. Người ta cắt tiện người ta làm luôn ha. Cái này nghĩ là có đục đẽo à. Đúng, đúng rồi. Không, cái tảng đá thiên nhiên nhưng mà thiên nhiên mà đâu có hốt được cái này. Có chim vô thôi. Đúng không? Em nghĩ là có đục đẽo rồi đó. Đục cho có cái kiểu đẹp không? Đúng rồi. Giống như cái mỏm đá đưa ra vậy ha, đúng không? Mà để mà đục được cái tảng đá này là cũng không phải là dễ dàng đâu. Này lên rừng sao đâu? Lên hang. Em nghĩ đường mòn này có người thì ở trên đó tu chứ. Đây, mẹ đứng đây nè. Nên lại mẹ cái à, trên đó có cái góc kìa anh. Đó đó. Cốc à? Đó đó hả? Lấy nè. Nè nè. Đây nè luôn. Ờ cái cửa bên đó gì vậy? Bên đây nè, bên đây có cái góc nè. Đâu anh? Bên đây nè. Đâu đi lên, đây nè, cô theo đi lên. Giờ mình sẽ tiếp tục lên trên ha. Đây, có cái này. Có này. Có cửa sổ nữa kìa. Đi rồi. Đi rồi, phát cửa. Ồ oh, ồ. Oh. Anh coi nè. Thiên nhiên ban tặng rồi. Nguyên một tảng đá lớn. Cái này tự nhiên. Đúng rồi. Đây tảng đá thiên nhiên rồi chứ anh chị. Che là làm cái máy cốc luôn. Làm rất là đẹp. Cái cốc của một vị nào tu hành trong đó đó. Nhưng mà chưa móc lại thôi chứ chưa có khóa. Hả? Không có khóa cửa. Đi đâu á? Cho nên là mình nhìn ông ạ. Mình nhìn vào thôi.
Đúng là lên đây là tu tịnh tu luôn anh. Không khí trên đây rất là trong lành luôn, mát mẻ. Ở đây là những viên đá lồi ra, còn lại đang có thứ gì. À, viên đá nằm. Dế, dế. Dế dừng. Lên ngay cái cốc trên này là cũng có cái cửa sổ thông nữa. Ờ, chỗ này chắc chỗ thông hơi quá anh ơi. Chỗ thông hơi. Đúng rồi, trong đó tường không ạ? À đúng rồi, cái cửa sổ trên xuống. Nó có một lỗ xuống dưới thôi phải không? Có ai nằm chỗ này vậy? À, có chiếu cái gì đó. Đâu 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 rồi em. Ở đây cái đường này lên đâu này. À cái nãy hả? Trong cái cái điện nãy. Ui ui. Còn lon đi đâu đi nè. Có một vị tu sĩ nào ở trên đây nè. À nè, ở đây có cái khóc nữa nè. Anh chị thấy không? Ủa? Mà trên viết viết chữ gì anh? À lúc trước anh đi khám phá rồi, cái này chữ gì vậy? Nè, chữ này bùa anh ơi. Thì chữ bùa. Chữ bùa. Chữ bùa thấy không? Chữ bùa. Anh chị thấy không? Thường thường là đi viết cái chữ Hán Nôm á. Này. Này bùa anh ơi. Đâu mình đi đi dẫn đi. Vào bên trong coi. Và bây giờ đi đến đây thì ở chỗ này là có trái cây nè, bông hoa, bông hoa, hai chậu bông hoa. Không có ai hết chỗ thờ cúng anh chậu ơi. Chỗ thờ cúng anh ơi. Chỗ thờ cúng à. Không thấy ai hết. Đây có những cái thẻ nằm trong vách núi kìa. Không biết đó là thẻ gì kìa. À, trước đi bước lên á, cầu thang á, thì có trồng mấy chậu hoa. Đấy. Đây. Mấy cái thẻ trong vách núi kìa. Nơi này nơi thờ anh ơi. À, có nhang không? Mình đốt, mình thắp cái nhang đi. Đây em cầm máy à. Mẹ anh thắp đi. Em mở ra, em ho mở ra. Đây em cầm cho. Để một xíu em thắp nhang. Đây, qua đây nè, cầm cho. Mình qua thắp nhang đi, giấy thổ thần, thổ địa gì á. Em ở đây nè, em cháy. Thì giờ thần núi thần đất ở đây á. Dạ hôm nay người thuốc mặt nước ngoài thần núi thần đất thần gì đó thì ông vào phù hộ cho anh em luôn với sức khỏe để mà đi quay khám phá. Hôm nay là anh em con đi quay khám phá thì đến đây thì ông xin thắp cho bà ở đây một nén hương ha. Bà cũng phù hộ cho anh em, tụi con cũng không có không có biết nhiều lễ nghĩa đó ông bà, không biết nói giá làm sao đó. Yeah. Bà cũng thương anh em tụi con. Thì hôm nay là giống như là phát hiện mấy em ở đây thì con sẽ thắp cái hương. Anh em cũng không có quấy phá gì hết, đừng khám phá thôi ông bà. Rồi sau khi mà đi tìm những nơi mà của thầy quen á, thì đến đây thì gặp thì hình như là lúc trước mấy tu sĩ tu ở đây nè, ngồi đây nè. À lên đây à. Nó đang ngồi tu đó đó. Đây, giống cái hình ngõi ha. Ở đây tối có người thắp đèn hay gì ạ?
có cái đèn bảo, có đèn dầu nè, đúng không? Hai cây luôn, đèn nó đèn dầu. Nhưng mà ấy cái bong bóng nó tối là chống gió luôn, ở trên đây gió dữ lắm. À, có mấy cái thẻ để này nè, không biết mấy thẻ gì nè, chắc xuống miếng núi quá trời. Ông bà hút mặt thằng sông thằng núi về hút với anh em con một đứa thuốc ha. Con nhắn. Con gì? Nhắn. Trời ơi, nãy giờ anh lại mà nhắn nằm đó mà không thấy luôn. Nhắn gì? Con nhắn gì mà sọc. Bự không? Bự. Thôi, đừng kệ đi. Trời ơi, ở giữ đây hay gì á? Ủa, gắn chào bán luôn. Nãy giờ mà không thấy luôn. Không thấy đâu. Chưa giống rồi. Đâu, thằng chưa giống. Chưa giống. Kệ đi anh ơi. Ở đây đất cây mình cũng đừng á, ở ngoài thì quay được. Nãy em thắp hương đó chị, thì anh Phú ngồi ngoài anh thấy khu rắn đây, thì khi mà em giật mình em xây lại chui trong đây nè, khu rắn nó nằm trong đây nè, hay là gắn canh giữ đây ta, giữ đây á, ăn này chui đây ở trong đây em thấy cũng mang thức ăn đi trong kia rất là nhiều. Vậy là ở đây có ông mày trong đây hay gì nè, nghe chú nói đây có ông mày đây có đốt ấy nè, cái tiền này. Nha. Thì chỗ này rất là linh thiêng nè anh dòm nè, những cái thẻ nè, trong có thẻ luôn chị ha, dẹt vô ảnh luôn nhiều lắm hả? Quá trời. Anh nghĩ là gần đây, ở đây là lúc trước là có vị tu sĩ nào tu ở đây đó, vị tu sĩ mà có học bên gì đó. Đây nè, anh thấy chữ nè, nè cái chữ nè, chữ vẽ nè. Anh nghĩ là chỗ này ngồi nè, anh thấy đen hết chỗ này nè, không nè, trên đây nó nè. Thẻ để quá trời nè, không biết thẻ này thẻ gì. Thấy Phật không anh này? Hả? Cái thẻ đó thấy Phật không à? Ở đây đúng là nơi mà thật sự cho tu sĩ tu tập đây đó anh. Chỗ này mối thôi. Đúng rồi, những cái đầu mối này rất là linh. Thường em thấy là người ta nói gì đó, linh thiêng lắm. Đây, ông bà ngọn lên nữa nè, còn lên trên đó hả? Ở đây, cúng kiến tùm lum hết á, chỗ nhiều chỗ nè. Ở trên đó có một cái tảng đá to quá trời luôn. Đâu? Nè đây nè, có đường mòn lên nè, nhưng mà rộng quá mình không dám đi nè. Đâu lên dãy rồi, có vị nào dãy nào? Đây, anh đi chơi. Đi. Em hồi đó giờ em đi với bụi gặm em không quen, gặm cái cây theo anh. Đường đâu lên? Có đó, đường ngon lắm. Thì sau khi mà em lên đỉnh Vinh đó anh chị, hiện tại bây giờ anh em sẵn này lên đây khám phá luôn. Có nhiều cái gọi là bí ẩn rất là chỗ này anh chị. Hình như tảng đá này em thấy có một cái lỗ. Có hang anh. Có hang. Không biết là cái cốc hay cái hang. Ở đây đều đó, đó. Đó có cái hang đó đó. Tôi chừng mấy ông kiến rồi anh lên. Đúng rồi. Bây giờ là em nói hết nổi rồi ạ. Ồ, có cái hang anh ơi. Giống như là ở trên đây có một cái nắp gì ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Ha, như cái nắp tập đầy này. Cái cây gì anh? Một con kỳ ta. Cây tre. Tre. Gốc tre là gậy á. Wow. Tảng đá này lớn lắm, rất quyền bí nè. Ở trên có tổ chim hay gì anh ơi. Ở trên đỉnh kìa. Cây cối rồi ngóc ở trên đó. Thấy không? Đó, có ai trồng gì trên đó đó. Kìa. Lại có người sống gì đó. Cái này là trên đỉnh núi Vinh luôn anh chị ha. Đó. Leo lên. Đây là nè. Đứng lên đây cho quý bạn chị xem trên đỉnh luôn nha. Đó. Ở đây là thành phố Bà Rịa thì phải. Phố Bà Rịa ngoài đó là biển.
biển luôn nha. Ruộng muối phải không? Đó là ruộng muối phải không? Biển sao anh ơi? Biển ở ngoài. Biển mà sao ta có thấy ta nuôi vợ chồng gì đó. À. Ở đây nè. Thì bây giờ em đã lên trên đỉnh đây. Khám phá. Giờ sao mình leo lên đó? Đây là ở ngoài kia thì có cái gọi là của thầy Quang nữa chị, anh Quang á. Thì tí nữa em sẽ đi khám phá cho nó cho quý bà chị xem ha. Bây giờ có đường lên cho nó không anh? Không, nó cây dây leo quá. Lên khó khăn lắm. Mình đi không quen mình. Lên chút xíu mà không chịu nổi đâu. Đó, em thấy lên đây là nó có cái hang nè. Cái hang đó anh. Ồ, đúng rồi. Đây nè. Đây đường này vô lên đây nè. Cái cây đã có em đâu nè. Rút đâu rồi? Cái mé này nè. Riêng em mang theo cái chuyền này hả? Ừ. Đó có hang đó trong đó coi chú anh chị. Cái hang gì mà ở đây, ở dưới người ta để là cái hang tổ. Em nghĩ trên này là hang tổ trên này quá nè. Thôi đi thử đi. À, cố gắng đi. À, nếu đi không được thì anh em quay lại ha. Cái cây nãy em cầm đâu anh? Bỏ bên kia đi. Đâu? Bỏ bản này mấy bản này. Nãy giờ đứng múa rồi bỏ bản này. Rồi. Cái chừng sâu cũng kiến. Ở đây là sợ ông ông thôi. Ông hả? Ông ông nó rượt là mình không có chạy được. Rồi, đây ông bà thần núi. À, phù hộ cho anh em tụi con khám phá hết cái tảng đá này cho cô chú anh chị xem mấy bà ơi. Có cái hốc đó. Hốc vô sâu lắm anh ơi. Vô đâu được đâu. Nè. Thuốc trong luôn. Ở đây những cái cây măng cây le rồi nè, là người ta đi rừng ta lên đây nè. Đây. Trời ơi mấy tảng đá bự quá trời. Nằm chồng lên nhau hết cô chú anh chị. Bây giờ anh lên nữa hả? Hả? Thâm thẳm luôn. À đúng rồi. Chỗ ngón tay em chỉ nữa anh chị thấy không? Sâu thâm thẳm vô trong kia luôn. Nhưng mà em nghĩ là chắc không ai ở tại vì sao? Cây bít hết rồi. À. Đây là gọi là hang tổ á. Ở đây em thấy một đây nè, có cái hốc đi vô nè. Đây nè. Có cái hốc đi vô nè. Đây nè, trong đây có. Có ấy này nọ nè, nè, nón nè thấy không? Nè, nón nè. Mà lâu rồi. Có người vô đây cũng có người ở đây hay gì á. Gai không anh ơi, cái này gai không, người trên đầu trên đâu. Cuộc cây này cái gì anh? Cái ó cái gì đó. Chùm lé vậy. Thôi không được đâu, gai không hả? Gai cây này gai lắm. Nè, thức ăn đồ này họ để trong đây nè. Nhưng mà em nghĩ là rất là lâu rồi. Chắc em nghĩ là ngày xưa là có người tu tập ở đây á. Ha. Đúng rồi, một là người tập, hai là có một cái ông gì sống trong đây nè. Rất là em trên đỉnh núi luôn anh chị ha. Đấy. Còn mấy anh kia là leo không được. Chỉ có em với anh Phú thôi. Anh Phú Long An leo lên đây thôi. Mất tiêu hết rồi. Nhưng mà thằng Lằng đây ngộ ta, nó màu đen lên đây. Thằng Lằng núi phải không? Ngứa bự lắm. Màu đen ha. Thằng Lằng núi bự lắm. Đây nè, cái hốc này nó ăn vô chỗ nào. Thì cái chỗ này em nghĩ cái hang này nè, hang này rất là sâu nè. Đúng rồi. Em nhìn vô có thui trong đó luôn. Cái quần tảng đá này lớn lắm, túm lên kia được. Đây này vô cái hốc nè. Trên đỉnh núi là anh chị thấy không? Đó bây giờ mấy anh em đang đứng ở trên đỉnh núi núi Vinh. Bây giờ biết ra xuống nè. Nhưng mà em nghĩ là trên đây là có đường lên nữa nè, thấy không? Còn là trên đó đó. Còn trên lùm này nữa nè, lùm ra đây ra. Là hiện tại bây giờ là không ai lên tại vì lúc trước á em nghĩ là có người, nhưng mà sau này cây cối bọng rộng nè, không ai lên. Nếu mà có người lên thì có dấu chân à. Nó có đường mòn anh. Đúng rồi, có dấu chân. Nhưng mà đường mòn là bỏ rất là lâu rồi. Thôi giờ tới đây kết thúc đi anh ơi. Anh em mình chịu hết nổi. Anh em mình đến đây cũng xin kết thúc ha. Để ông quay một trên đỉnh núi cho quý bà anh chị xem. Đấy, đây là một trên đỉnh núi luôn. Đây, sẵn là đi khám phá nơi bí ẩn của anh Quang luôn. Đấy. Phát hiện ra ở đây rất là cái hang này gọi là hang tổ anh. Hang tổ. Hang tổ nằm trên này ha. Thì anh em chia sẻ nè. Ở đây là cây tre hay cái gì anh? Cây lục bình, cây trễ, cây trước gì đó không biết. Nó nhiều loại lắm anh, nó cũng cái này nè mà nó kêu là cây lục bình, cây bình linh, cây tầm dông,
cây trải kia trước thôi. Bây giờ này, cái cây gai nãy nó chọt em à, clip em đến đây cũng xin kết thúc ha. Xin hẹn quý bà quý chị những clip tiếp theo à, em khám phá nơi bí ẩn nhất là của anh Quang. Thì hiện tại bây giờ anh em cũng đã lên tới đây khám phá tìm những nơi bí ẩn của anh Quang. Thì clip em đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý bà quý chị những clip tiếp theo nha. Đây là anh Thú Long An nha quý bà anh chị à. Ngồi, giờ đi tìm ngôi chùa Bảo Quang của anh Quang ở đâu nãy anh nói đâu. Rồi giờ mấy anh em đi xuống ngôi chùa anh chị.